Và xin chào tất cả các bác ạ. Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cu Bồm TV Điện Máy Trang Huề. Thì sau một thời gian hết hàng, ngày hôm nay kênh YouTube Cu Bồm TV nhà em lại về được mã máy mài tàu anh em nhé. Đây, máy mài này thì nói chung là không còn xa lạ gì tất cả các bác anh em thợ thuyền rồi. Nói chung là xài bao công trình chiến cho tất cả các bác luôn. Các bác làm cả bao xài cả ngày luôn cho em nhé. Ngày hôm nay em về gọi là lâu lắm rồi mới về được hàng, bởi vì hàng này nó khan dã man luôn, hàng chất lượng cực kỳ là ngon, bao xài cho bác xài thoải mái vô tư luôn cho em nhá. Thì các bác cùng em đi giới thiệu sơ qua về con máy mài chữ tàu này nhá. Thì anh em mà xem kênh YouTube Cu Bồm TV Điện Máy Trang Huề nhà em thì có thể là ủng hộ bên em bằng một nút đăng ký kênh hoặc là ấn chuông thông báo để mà khi em lên video clip thì các bác tránh bị tình trạng trôi bài hoặc tránh bị tình trạng là các bác bị ẩn comment anh em nhá. Thì trước mắt đây là những con máy mài chữ tàu hàng nội địa Trung Quốc này. Em hết hàng rất là lâu rồi thì ngày hôm nay mới về được số lượng cho anh em nhé. Con này thì nói chung là các bác nào mà thợ thuyền nói chung là mua hàng nhà em rồi, các bác toàn quay lại hỏi về mã này thôi. Đây, nó có xịn sò từ đến cái dụng cụ để chắn lưỡi anh em nhé. Đây này, máy mài chữ tàu hàng tem thật nổi anh em nhé. Con em bán rất là nhiều rồi, lưỡi một tấc cho em này. Công tắc là công tắc đuôi chuột nên là rất là dễ dàng sử dụng này và rất là bền nhé. Con này thì xài bao nhiêu anh em công chạy công trình chiến, anh em muốn làm cả ngày gọi là cái tần suất công việc nó rất là lớn thì lên con này cho em nhé. Con này vòng tua của nó là 11.500 vòng một phút, vòng tua rất là lớn đấy, công suất là 850W, lưỡi là lưỡi một tấc cho em, hàng nội địa Trung Quốc, hàng chữ tàu dập nổi anh em nhé, một tơ động 100%. Thì em sẽ cắm thử vào cái nguồn điện cho anh em nghe thử tiếng máy này. Con này dây nguồn rất là dài này, dây nguồn khoảng 2-3 mét luôn, rất là dài luôn cho em nhé, hàng rất là chắc chắn này, dây nguồn rất là to. Đây, con này dây phải dài đến 3 mét anh em ạ, bình thường người ta chỉ làm những con máy mà dây khoảng tầm 2 mét thôi. Con này dài đến 3 mét luôn. Đấy, em không để ý, em để gọi là bật sẵn rồi. Các bác lưu ý giúp em là tránh tình trạng này nhá. Con này thì logo tem sập nổi này, em sẽ bật tiếng máy cho bác nghe thử luôn. Là con máy nào? Các bác mà thợ thuyền dùng nhiều máy móc rồi, các bác nghe tiếng máy rất là, các bác tinh ý, các bác nghe tiếng máy là biết chất lượng của máy như thế nào luôn. Ok này. Đấy, máy chạy rất là êm, rất là khỏe anh em nhé. Bao xài cho bác thợ thuyền xài cả ngày luôn. Thì em đã bổ máy sẵn rồi, các bác cùng em đi xem thử rô ruột như thế nào nhé. Đây, em đã bổ máy sẵn cho tất cả các bác nhà mình rồi. Con này thì đấy, rô rất là to, rất là dài luôn. Cuốn đồng 100% này. Được cái bao bảo bằng cái đường dây, các cái dây này. Tránh tình trạng là văng dây đồng ra ngoài cho em nhé. Con này có cả cái sơn cách điện cho em này, bảo đạn chống rung. Nên các bác khi mà chạy rất là êm ái luôn cho em nhé. Con này thì cái rô của nó to hơn rất là nhiều so với những con mà cùng giá thành trên thị trường. Để em khẳng định luôn cho anh em này. Đây, da to này. Da to còn có một cái chắn luôn. Đây, đây khi có máy nào mà da to hoặc là cái máy mài mà nó cuốn chắc chắn như thế này, nó cuốn còn sơn cái điện rất là chắc chắn gọn gàng cho em luôn. Hàng rất là ngon, phải là hàng cực kỳ chất lượng thì nó mới làm như thế các em nhé. Đây, sẽ đôi máy luôn cho em này. Công tắc đây, công tắc là công tắc đuôi chuột này. Các cái dây điện của nó này, làm cũng rất là chắc chắn này, gọn gàng luôn cho em nhé. Đấy, hàng nội địa chữ tàu này, rất là ngon luôn. Một bộ sản phẩm này, nó sẽ gồm đây, các bác nhìn cái hộp đựng máy thôi cũng đủ biết hàng chất lượng không. Sẽ có luôn cho anh em một cái tay mở máy này và một cái công cụ chắn lưỡi, hàng cực kỳ chất lượng. Đây, nó thiết kế còn hai bên thế này luôn cho em nhé, rất là chắc chắn, rất là dày dặn luôn. Thì con này một bộ sản phẩm như thế này em xin phép bán giá sale cho anh em luôn. Thực ra thì cái đợt này là hàng về rất là cao luôn, anh em có thể là xem gọi là tất cả các mặt hàng ở xung quanh mình chẳng hạn, không những là cái điện máy móc này mà những cái mặt hàng gọi là gia dụng thôi, hàng cũng lên rất là cao rồi, và đặc biệt là máy mài cũng vậy, linh phụ kiện nó khan hiếm nên là hàng lên rất là cao. Nhưng hiện tại em vẫn cố gắng để mức giá thấp nhất cho anh em, giá sale cho anh em, cố gắng nhập được cái hàng mà chất lượng ngon, xài anh em cho công trình thợ thuyền, bao công trình chiến cho các bác luôn.
Thì các bác nào mà thợ thuyền này xài nhiều, xài dung hoặc là xài cần xài nhiều đây, cần xài tần suất công việc lớn ấy thì chuyển con này cho em, cực ngon luôn. Còn máy bài ở Trung Quốc này, giá xe dưới đây các bác chỉ với giá là 450.000. Là bên em miễn phí vận chuyển toàn quốc rồi. Các bác nhận hàng đều được kiểm tra hàng trước khi toán. Hàng chuẩn chỉnh như em giới thiệu này. Thiết kế máy rất là đẹp này. Cái máy chạy thực sự rất là êm luôn. Có bác đã chống rung cho anh em luôn nhá. Rô to dài cho em luôn nhá. Rồi, bổ máy khui máy luôn cho anh em rồi. Giá là 450.000, bên em miễn phí vận chuyển toàn quốc. Các bác nhận hàng được kiểm tra hàng đầy đủ trước khi toán luôn cho em. Thì anh em nào có nhu cầu thì đặt hàng thì có thể là để cho em số điện thoại hoặc thông tin địa chỉ dưới bên dưới bài viết, hoặc các bác gọi điện trực tiếp qua hai đầu số em ghi trên màn hình nhé. Em xin kết thúc cái video tại đây. Các bác mà quan tâm theo dõi kênh YouTube Cu Bầm TV nhà em thì có thể ủng hộ bên em bằng một nút đăng ký kênh hoặc ấn chuông thông báo để theo dõi video clip mới nhất nhé. Đặc biệt là khi mua hàng bên em thì các bác không phải cọc cái gì cả, các bác chỉ cần cho em thông tin gửi hàng thôi là em sẽ gửi tận tay tới tận nhà cho các bác. Các bác nhận hàng kiểm tra hàng mới phải thanh toán nhé. Và xin chào tạm biệt tất cả các bác ạ.